Cần tay vô ho nha các bạn nha. Bộ to nha các bạn nha. Tinh thần thả như gà luôn nha các bạn nha. Rất đẹp luôn nha các bạn nha. Con này mắt trắng nha các bạn nha. Này mắt trắng rất là đẹp luôn. Vào mẫu của các bác thì liên hệ em nha. Bao đẹp cho các bác luôn nha con này nha. Em nói với các bác rằng là con chim thì nuôi từ nhỏ lên thì hầu như là con nào cũng biết hót tiếng mái nhá. Con này nó có tiếng hót tiếng mái nha các bác nha. Nói trước với các bác là như thế nhá. Không thì em lại bảo không nói. Con này nó hót tiếng mái nha. Nó có cả giọng mái nha. Con này thả ra cầm tay vô hót nha các bác nha. Hót rất là mò mỏ luôn. Thank you.